À, xin chào tất cả các bác Hôm nay 16 tháng 7 âm lịch Em lại chia sẻ về cái cây quất Vào thời điểm này ấy, mà đang ra hoa như thế này Đây em xin tư vấn nhé Thì rơi à, cái hoa mà bé như này là rơi khoảng tầm à, Đến à, 2 năm này nó mới sẽ rụng đánh hoa Còn à, đối với các bác mà có từ tầm à, mùng 5 Chúng đến mùng 5 tháng 8 Cuối tháng 7 và đầu tháng 8 Tầm mùng 5 đấy các bác mà muốn quả nó chín ấy, thì các bác không được phun phân bón lá và cũng không được đánh CGA 3 thì khi cây nó không có chất kích thích nên quả thì đến tết nó vẫn sẽ chín gọi là tầm màu nước chè gọi là non đấy đấy gọi là hơi gọi là đốm đít loang rộng ra gọi là vừa tầm chín tới thôi vừa tầm gọi là báo chín nó chứ còn không phải là chín đỏ đẹp còn nói chung ấy còn nếu mà đang ra hoa tầm như này và dụng đến khi các bác ấy, mà có hoa muộn tầm mà, cuối tháng 7 đầu tháng 8 như tầm này mà các bác mà phang xe thật nhiều vào và bọn lá thì nó thực sự luôn đến tết cây của các quả của các bác ấy nó sẽ to hơn như thế này nhưng mà nó lúc thì nó sần nó xanh nét lên nó không thể chín được lúc thì có dù đánh mắt hay là loại xe cô đấy để cho nó nhanh chín cũng không ăn thua đâu thành ra là nếu các vườn mà hoa muộn các bác mà muốn chín thì hạn chế đánh cơ ba thì nó trung bình nó sẽ chín nhanh lắm Đấy. cũng à, có bác hỏi là à, quả bắt một nứa một lớp đẹp đây ví dụ là như cây này này như này, như này. cây quả này em vẫn phải chia làm ba lần này này đấy như cây này là thành à, hai lớp này, này một lớp quả to một lớp quả nhỏ lớp quả này là lớp quả tháng tươi các bạn tháng năm em không lấy xong sang tháng 6 tháng 7 ấy, gọi là cuối tháng 6 ấy, vừa rồi dụng anh hoa là tầm hoa này này Đấy, cuối tháng 6 có nghĩa là cây này em chỉ lấy một ít quả tháng tư thôi có cái là làm cây này nó không cũng không cây nào mà giống cây nào có những cây ấy, nó ra hoa cả tháng tư năm tháng 6 tháng nào nó cũng ra cái dòng một bông này làm rất là phức tạp phôi có thể là nhiều phôi rất là đẹp nhưng mà làm quả nhiều khi là dễ bị trượt gốc rất già ấy Uh, nó, nó, gần như là cây nó cứ ra quả nó gối điểm uh, liên tục mà nói chung là trượt nó cũng có tỷ lệ làm cây một bông này dù tất cả quất uh, chum chậu cũng có tỷ lệ trượt Và vào thời điểm này nếu mà khi đã dụng cánh hoa như thế này rồi các bác có thể cho ăn Ăn ở đây thì các bác cho ăn bình tĩnh cho ăn thôi Mưa gió này mà cho ăn nhiều vào Sốc cây lại đập mà chết dễ Còn thuận lợi nhất mà để Phun gờ ba Đấy gọi là thuận lợi nhất Thì quả nó cũng phải tầm Như ngón tay út giờ lên Có nghĩa là quả như tầm Em xem nào Quả như các cái tầm này này Đấy Tầm này còn các quả mà đã to như thế này rồi Các bác có đánh G3 Thoải mái luôn nó cũng không ảnh hưởng gì đây đều là cánh cây một bông của em nó sao trong vườn nó còn nhiều lắm chưa dồn được ra à, Còn quất thời điểm này của em cây chắc là cũng rất là to rồi em hoa tháng tư của em rất là nhiều đây là chum dù gọi là chum 50 lít năm 50 lít thì quả của em hiện tại bây giờ đã to hơn ngón tay cái này này Đến nô quất thế lại thế thôi Quất thế này cũng quả rất là to Em toàn lấy quả sớm Có một số cây thì mình lấy quả muộn thôi Chứ còn đa phần là em lại hay lấy quả sớm Em hay lấy quả tháng 4, tháng 5 nhiều Có ít quất chum, quất dù thì mình hay lấy quả muộn Chứ còn đối với dòng quất thế này là lấy quả là hay lấy sớm thì ra bây giờ nó quả trong vườn là nó rất là to à, nói về cho ăn ấy hiện tại cây của em bây giờ ấy, em trung bình cứ tầm 7 ngày đến một tuần à, 7 ngày đến 10 ngày là em lại tưới một lần kích rễ Đấy, thì trong kích rễ các bác nhìn cái chữ dòng đầu tiên bao giờ kích rễ nào nó cũng sẽ ghi cái phần à, nitơ N2 ở trên đầu ấy là tỉ lệ đạm cao này, xong là đến nân và cani và hoặc là axit humin thì nó sẽ ghi tỉ lệ của, của nó nhưng gần như là chai kích dễ nào có tỉ lệ đạm. Các bác đều tưới, đã tưới là coi như cho ăn rồi đấy. chứ không không cần phải cho ăn các thứ khác nữa. Như cây quất này ấy, đến thời điểm này ăn rất là ít luôn, từ đầu năm giờ nếu tính ra mỗi một cây như thế này ăn chưa hết được nếu mà chia ra chưa hết được khoảng tầm hai hai mini kích dễ, có cái dòng một bông này, cây này. các cây như này làm nó mới cứ ra quả xong nó rụng rất là khỏe. Còn đây là cái, cái dòng cây như em đang nói là chum dù bao giờ em bắt uh, quả của tháng 6 là nhiều, đây là quả tháng 6 này. Em cắt nước cái nô này là hôm 15 tháng 5 âm lịch 15 tháng 5 âm lịch Thì những cái hoa nào ở kẽ ná ấy, Nó sẽ rơi Nó, dụ, nó sẽ rụng cánh hoa khoảng tầm uh, Hôm uh, mùng 10 Còn những hoa đầu nộng như thế này ấy. Hoa đầu nộng này thì từ lúc Từ lúc nhí là Từ lúc mình cắt nước cho đến lúc nó nở được cũng phải rơi tầm 30 ngày Còn nó mà ra hoa ở kẽ ná như thế này Kẽ ná như này ấy, Thì nó chỉ rơi khoảng tầm Mà uh, 18 đến 20 ngày thôi là nó sẽ rụng cánh hoa Nó sẽ nở tung như này Nhưng mà hoa đầu nộc này bao giờ nó cũng sẽ nâu hơn này Bao giờ có nộc nó sẽ nâu hơn Đây là nô này là cắt nước hôm rằm tháng 5 Không thể quên được trái là nắng 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 gió tây, nắng chết người này. Cây tầm phải đang vào thời điểm chia quả Khi sau khi cây nó chia quả xong chỗ nào mà nó rụng thì nó lại ra lại Đấy, Ở dưới các mắt lá này như cái quả nào mà đã ra được như này là nó ý là cái, cái cành như cái nhánh này này nó quả trên nó sẽ không lớn nữa nó sẽ rụng rồi sắp tới nó sẽ rụng mình có thể bỏ đi nhá còn à, cành nào mà nó đã nuôi như thế này thì không thể nào mà rụng được này Đấy. thời tiết à, vừa mới hôm qua mưa to 14 15 à, tháng 7 mưa to cơn bão số 2 hôm nay nắng ngắt quá Thì, à, thời điểm này các bác chỉ cần phun à, sương bệnh này mấy cả à, tưới gọi là kích dễ định kỳ thôi. Cây của em à, đột vừa rồi à, thiếu nước cây cũng hơi kém, nắng quá đi tập huấn không ở nhà. À, các bác muốn hỏi thêm gì về Phần thuốc có thể là bình luận bên dưới em à, sẽ tư vấn thêm. Chúc các bác xem clip vui vẻ Xin chào tất cả các bác đã xem clip của em Cây này Hòa tháng 7 này ra Bảo hành luôn Đậu trăm trăm